chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo crop top 2 dây dán xùy như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Và trước khi mà bắt đầu móc, mình sẽ nói về các bước để móc một chiếc áo crop top 2 dây dán xùy như thế này để các bạn sẽ dễ hình dung hơn trong quá trình móc. Thì đầu tiên đó là phần size áo. Thì size áo này mình móc cho vòng ngực từ 80 cho đến 90cm là sẽ mặc vừa. Và chiếc áo này gồm có hai phần, đó là phần viền cổ và phần thân của chiếc áo. Thì phần viền cổ thì các bạn sẽ móc riêng, còn phần thân của chiếc áo là gồm mặt trước và mặt sau, các bạn sẽ móc liền với nhau luôn. Và bước đầu tiên đó là các bạn sẽ móc phần viền cổ ở mặt trước trước, sau đó thì các bạn sẽ móc phần viền cổ ở mặt sau, và sau đó thì các bạn sẽ móc lên phần thân cho chiếc áo, và cuối cùng đó là các bạn sẽ móc cái phần dây cột cho chiếc áo. Và như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo crop top 2 dây có dán xùy như thế này rồi. Và trước khi mà bắt đầu móc cụ thể hơn thì mình có một lưu ý muốn nói với các bạn, đó là tổng số mũi mà để móc phần thân áo cho phần họa tiết không bị dư mũi và thiếu mũi, thì tổng số mũi đó mình gọi là số A, phải là một số chia hết cho 5. Và như vậy trước khi mà các bạn gầy mũi á, thì các bạn còn phải tính toán để cho sau khi mà các bạn bắt đầu móc phần thân áo thì tổng số mũi của nó phải là một số chia hết cho 5. Thì ở đây cái phần viền cổ thì mình sẽ gầy lên tổng cộng đó là 45 mũi móc xích. Và phần viền cổ này là gồm có hai mặt, mặt trước và mặt sau, thì là 45 nhân cho 2. Và để móc phần thân áo thì sau khi mà các bạn móc xong phần viền cổ thì các bạn sẽ gầy lên cho mình đó là 40 mũi móc xích. Và mỗi một bên như vậy các bạn sẽ gầy lên cho mình 40 mũi móc xích. Như vậy hai bên thì tổng cộng đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình là 80 mũi móc xích. Tức là phần 40 mũi móc xích này là phần nách là nằm ở đây á. Sau khi mà các bạn đã có được số mũi của từng phần rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ cộng số mũi của từng phần này lại với nhau, thì các bạn sẽ ra được tổng số mũi để móc phần thân áo đó là 170 mũi. Và 170 là một số chia hết cho 5. Và sau khi mà các bạn đã tính được tổng số mũi để móc phần thân áo là một số chia hết cho 5 rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào móc áo cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn móc cụ thể hơn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là sợi cô tông Việt Nam 1mm. Và ở đây là mình sẽ móc chập đôi. Và để móc được một chiếc áo crop top 2 dây dán xùy thì các bạn cần phải có hai cuộn cô tông Việt Nam như thế này. Và kim móc ở đây mình sử dụng có độ dày đó là 3mm. Và như khi nãy mình đã nói, đó là bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào móc phần viền cổ của mặt trước cho chiếc áo. Và để móc phần viền cổ cho mặt trước của chiếc áo thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 45 mũi móc xích. Và để gầy lên 45 mũi móc xích thì trước tiên đó là các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng chỉ ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim quấn quanh chỉ một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim và kéo chỉ qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 45 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 45 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích nữa. 1, 2, 3, 4 và 5. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình 7 chân móc xích đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc xích thứ 8 là nằm ở đây. Và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ một chân móc, đó là chân móc thứ 9. Và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 10 là nằm ở đây. Và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo.
Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì bỏ một chân móc đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong cho mình dòng thứ nhất rồi thì tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc, đó là chân móc thứ hai. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ ba, và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc, đó là chân móc thứ tư, và các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ năm, và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì bỏ một chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và các bạn cứ móc dòng thứ hai cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ hai và còn lại một ô vuông cuối cùng của dòng thứ nhất như thế này. Và mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn một ô vuông cuối cùng của dòng thứ nhất như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc xích thứ năm trong tổng 7 chân móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên á, thì các bạn sẽ bắt đầu đếm từ phía dưới và các bạn sẽ đếm lên trên. Đây là chân móc xích thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, và sau đó đây là chân móc xích thứ năm. Thì các bạn sẽ đâm vào chân móc xích thứ năm này và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai, tổng số chân mũi hiện giờ các bạn đang có là 45 chân mũi. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Thì ở dòng thứ ba này các bạn sẽ làm lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích, 2, 3, 4 và 5. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ bỏ cho mình một chân móc, đó là chân móc thứ hai, và đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ ba, và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì bỏ một chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ năm là nằm ở đây, và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ ba. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự của dòng thứ hai và các bạn sẽ móc đến hết dòng thứ năm. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ năm nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ năm rồi thì các bạn đã được một phần móc như thế này. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua và móc lên cho mình dòng thứ sáu. Và để móc dòng thứ sáu, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên. Và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ hai của phần lỗ. Và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình mũi móc đơn kế tiếp. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình mũi móc đơn tiếp theo. Và đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình các mũi móc đơn cho đến cuối dòng. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ năm thì tổng số chân mũi hiện tại các bạn đang có là 45 chân mũi. Thì ở dòng thứ sáu này các bạn sẽ đâm vào 45 chân mũi và móc đủ cho mình 45 mũi móc đơn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ sáu nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ sáu rồi thì tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ bảy. Và ở dòng thứ bảy này thì các bạn sẽ làm lại các bước tương tự giống như là dòng thứ sáu mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi và móc lên cho mình các mũi móc đơn. Và để móc dòng thứ bảy, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc đầu tiên.
Sau đó thì các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ hai. Và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình mũi móc đơn kế tiếp. Và đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân mũi còn lại và móc lên cho mình các mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 7 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 7 rồi thì các bạn đã hoàn thành xong phần viền cổ áo thứ nhất rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và tạo phần thân áo cho mình. Và để tạo phần thân áo thì đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình tổng cộng là 40 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy đủ cho mình 40 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo chỉ ra một đoạn. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn chỉ thừa này cho mình. Và các bạn sẽ để phần viền của áo thứ nhất này sang một bên. Và các bạn sẽ lặp lại các bước của phần viền của áo thứ nhất để móc phần viền của áo thứ hai cho mình. Vì cách móc cho phần viền của áo thứ hai cũng giống như là cách móc để móc phần viền của áo thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cái phần viền của áo thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền cổ thứ hai rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần viền cổ thứ nhất với phần viền cổ thứ hai để tạo nên phần thân áo cho mình. Và cách nối sẽ là như sau. Thì các bạn sẽ dùng cái chân mũi cuối cùng trong tổng số 40 mũi móc xích mà khi nãy mình nói các bạn đã móc lên ở phần viền cổ thứ nhất á, thì các bạn sẽ dùng chân mũi cuối cùng này đâm vào chân mũi đầu tiên của phần viền cổ thứ hai ở vòng thứ 7 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc cho mình một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Như vậy là các bạn đã nối được một bên của phần viền cổ thứ nhất với phần viền cổ thứ hai rồi. Và tiếp tục với bên còn lại thì các bạn cũng sẽ nối tương tự như vậy cho mình. Đó là các bạn sẽ lấy chân mũi cuối cùng trong tổng số 40 mũi móc xích ở phần viền cổ thứ hai. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên ở vòng thứ 7 của phần viền cổ thứ nhất. Và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc cho mình một mũi dời. Và như vậy là các bạn đã nối xong hai phần viền cổ với nhau rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên phần thân áo cho mình. Và để móc lên vòng đầu tiên của phần thân áo thì bước đầu đó là các bạn sẽ móc lên cho mình tổng cộng là 6 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ nhất là nằm ở đây. Và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình 4 chân móc, đó là chân móc thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 6 là nằm ở đây. Và các bạn sẽ móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép cùng một chân. Sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Và tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 6 này và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép cùng một chân nữa. Tức là ở chân móc thứ 6 này tổng cộng là các bạn sẽ móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép cùng một chân. Và khoảng cách giữa 3 mũi móc kép đó là 2 mũi móc xích. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 1 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình 4 chân móc, 1, 2, 3 và 4. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ 5. Và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Và sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc khi nãy và móc lên cho mình một mũi móc kép nữa. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình 4 chân móc, 1, 2, 3 và 4. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp là chân móc thứ 5 là nằm ở đây. Và các bạn sẽ móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép cùng một chân. Và khoảng cách giữa
3 mũi móc kép, đó là 2 mũi móc xích. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ móc 6 mũi móc kép cùng một chân xen kẽ với lại 2 mũi móc kép cùng một chân. Đối với 6 mũi móc kép cùng một chân thì khoảng cách giữa 3 mũi móc kép với nhau đó là 2 mũi móc xích. Còn đối với 2 mũi móc kép cùng một chân thì khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 2 mũi móc xích. Và khoảng cách giữa 6 mũi móc kép cùng một chân với lại 2 mũi móc kép cùng một chân nó là 1 mũi móc xích. Và bên dưới là cách nhau 4 chân mũi. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã móc vòng thứ nhất và quay lại điểm bắt đầu như thế này rồi thì các bạn đã hoàn thành xong vòng thứ nhất của phần thân áo rồi. Và bước tiếp theo để kết thúc vòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi móc xích thứ 3 trong tổng số 6 chân mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên á. Thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi móc xích thứ 3 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc cho mình một mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ nhất thì tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai của phần thân áo. Và để móc vòng thứ hai của phần thân áo thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ thứ nhất này và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc cho mình một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình tổng cộng là 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục đâm vào phần lỗ đầu tiên này, kéo chỉ qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ một phần lỗ và đâm vào phần lỗ kế tiếp, đó là phần lỗ thứ 3 của 6 mũi móc kép cùng một chân á, thì các bạn sẽ đâm vào phần lỗ này và móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép cùng một chân. Và khoảng cách giữa 3 mũi móc kép đó là 2 mũi móc xích. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình một phần lỗ. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào cái phần lỗ của 2 mũi móc kép ở vòng thứ nhất. Và các bạn sẽ đâm vào phần lỗ này và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một lỗ. Và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép đó là 2 mũi móc xích. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ mở một phần lỗ và đâm vào phần lỗ của 6 mũi móc kép. Và các bạn sẽ đâm vào phần lỗ này và móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép cùng một lỗ. Và khoảng cách giữa 3 mũi móc kép đó là 2 mũi móc xích. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết vòng thứ 2. Và sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 2 rồi thì với các vòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là vòng thứ 2 mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ móc đến hết vòng thứ 7 và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 7 nha. Và sau khi mà các bạn đã móc đến hết vòng thứ 7 của phần thân áo thì các bạn đã được một phần móc như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ 8. Và để cho cái phần thân áo này có cái dáng xùy ra thì ở vòng thứ 8 này các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Và cách tăng mũi cho vòng thứ 8 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ thứ nhất và các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình tổng cộng là 6 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục đâm vào phần lỗ thứ nhất và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì bình thường ở các dòng bên trên thì các bạn đã móc lên một mũi móc xích giữa khoảng cách 2 mũi móc kép và 6 mũi móc kép. Nhưng mà ở dòng thứ 8 này các bạn sẽ tăng mũi. Vì vậy mà các bạn sẽ móc lên cho mình tổng cộng là 2 mũi móc xích. 1 và 2, tức là các bạn đã tăng cho mình một mũi móc xích á. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào phần lỗ của 6 mũi móc kép là nằm ở đây. Và các bạn sẽ móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép. Và khoảng cách giữa 3 mũi móc kép đó là 2 mũi móc xích.
Sau khi mà các bạn đã móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép cùng một lỗ rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích 1 và 2. Như vậy là các bạn lại tiếp tục tăng cho mình 1 mũi móc xích, bởi vì là các dòng bên trên các bạn chỉ móc cho mình 1 mũi móc xích, nhưng mà ở đây thì các bạn đã móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục đâm vào phần lỗ kế tiếp, phần lỗ có 2 mũi móc kép cùng 1 lỗ, và các bạn sẽ đâm vào phần lỗ này và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng 1 lỗ. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích, và sau đó thì các bạn sẽ đâm vào phần lỗ kế tiếp và móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép cùng 1 lỗ. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ móc xen kẽ giữa 6 mũi móc kép cùng 1 lỗ và 2 mũi móc kép cùng 1 lỗ. Và ở dòng thứ 8 này nó chỉ thay đổi ở một điểm, đó là khoảng cách giữa 6 mũi móc kép với 2 mũi móc kép, đó là 2 mũi móc xích. Và ở đây có tổng cộng đó là 34 khoảng cách. Như vậy thì các bạn sẽ tăng đủ cho mình 34 mũi móc xích. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ cuối cùng của dòng thứ 8 rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích 1 và 2. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 8 rồi. Và bước tiếp theo để kết thúc dòng thứ 8 thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi móc xích thứ 3 trong tổng số 6 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên á. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chỉ qua và móc cho mình 1 mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 9. Và ở dòng thứ 9 này các bạn cũng sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ 8 mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ đâm vào phần lỗ thứ nhất, kéo chỉ qua và móc lên cho mình 1 mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình là 6 mũi móc xích 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục đâm vào phần lỗ đầu tiên này, kéo chỉ qua và móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào phần lỗ kế tiếp, phần lỗ của hình quạt 6 mũi móc kép. Và các bạn sẽ đâm vào phần lỗ này và móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép cùng 1 lỗ. Và khoảng cách giữa 3 mũi móc kép đó là 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Và các bạn sẽ đâm vào phần lỗ kế tiếp, phần lỗ của 2 mũi móc kép. Và các bạn sẽ đâm vào phần lỗ này và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng 1 lỗ. Và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 2 mũi móc xích. Và đến đây thì các bạn sẽ làm lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ 9. Và bắt đầu từ dòng thứ 9 này trở đi, các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 8. Đó là khoảng cách giữa 6 mũi móc kép và 2 mũi móc kép đó là 2 mũi móc xích. Và các bạn cứ móc như vậy cho đến hết dòng thứ 14. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 14 rồi thì các bạn đã được một phần móc như thế này. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 thì các bạn đã hoàn thành xong phần thân của chiếc áo rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết chỉ lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chỉ ra một đoạn và các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn chỉ thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và sau đó thì các bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ móc 4 sợi dây áo. Và 4 sợi dây áo này các bạn sẽ móc ở phần viền của phần rì phía bên tay trái và phần rì phía bên tay phải của mỗi mặt áo. Và bước đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc sợi dây áo nằm ở phần rì phía bên tay trái ở mặt sau của chiếc áo nha. Và để móc sợi dây áo thì đầu tiên đó là các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau khi mà các bạn đã lấy mũi đầu tiên xong rồi thì các bạn sẽ lấy kim ra khỏi mũi đầu tiên. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên nằm ở phần rì phía bên tay trái của mình. Đó là chân mũi móc xích thứ 3 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên qua cho mình. Và các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 80 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 80 mũi móc xích rồi thì các bạn đã hoàn thành xong cái phần dây áo thứ nhất. Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết chỉ lại bằng cách là kéo chỉ ra một đoạn, và sau đó thì các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn chỉ thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và sau đó thì với 3 sợi dây áo còn lại, các bạn cũng sẽ thực hiện các bước tương tự như vậy cho mình. Đó là các bạn sẽ đâm vào phần rì phía bên tay phải của mặt sau và phần rì phía bên tay trái và phía bên tay phải của mặt trước, và móc lên cho mình tổng cộng là 80 mũi móc xích. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong 3 phần dây áo còn lại nha. Ok, sau khi mà các bạn đã móc xong 3 sợi dây áo còn lại rồi thì các bạn đã hoàn thành xong 4 sợi dây áo. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và tạo 4 phần tua rua cho 4 sợi dây áo này cho mình. Và cách tạo tua rua sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn cần phải có một cái bi cắt tông có chiều dài đó là 9cm. Thì các bạn muốn chiều dài của cái phần tua rua là bao nhiêu thì chiều dọc của cái bìa cắt tông này cũng sẽ là tương ứng với lại chiều dài đó. Thì ở đây mình muốn chiều dài của cái phần tua rua là 9cm, vì vậy mà chiều dọc của cái bìa cắt tông của mình cũng là 9cm. Và sau khi mà các bạn đã có cái bìa cắt tông như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chập đôi chỉ lại và các bạn sẽ dùng chỉ và quấn quanh chiều dọc của cái bìa cắt tông này cho mình, và các bạn sẽ quấn đủ cho mình 15 vòng. Hiện tại là mình đã quấn được vòng thứ nhất rồi, tiếp tục vòng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong một phần tua rua của sợi dây áo rồi thì với 3 phần tua rua còn lại, các bạn cũng sẽ làm giống như là nãy giờ các bước mình đã thực hiện. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong 3 phần tua rua còn lại của 3 sợi dây áo nha.
Ok, sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong 3 phần tua ru còn lại cho 3 sợi dây áo thì bước tiếp theo đó là các bạn sử dụng kim khâu và khâu lại những đoạn chỉ bị thừa vào bên trong của chiếc áo. Thì ở đây là mình đã dùng kim khâu và khâu lại những đoạn chỉ bị thừa rồi. Và như vậy thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo crop top 2 dây dáng xòe như thế này rồi. Chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu như các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, subscribe hoặc là nhấn nút đăng ký màu đỏ phía bên dưới để ủng hộ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.